Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá sự kiện ra mắt sản phẩm Super Carry Pro năm 2019 ở tại Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao. Đây, bên cạnh thì chúng ta đã thấy một chiếc, đây là chính là chiếc khung lực Suzuki Pro 2019. Đây các bạn thấy là dòng Suzuki mới này các bạn. Ở đây chúng ta có Suzuki Super Carry Pro. Đây là một dòng xe thay thế cho dòng Suzuki Pro nhập khẩu. Và dòng xe này thì được nhập khẩu tại Indonesia nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến khám phá chiếc xe này đi. Rồi chúng ta thấy là gần như là thiết kế đã được thay đổi hoàn toàn. Chiếc xe này chúng ta có hệ thống đèn mới này, đèn pha mới. Đèn pha mới thiết kế thì vuông vức hơn các sản phẩm trước. Giá bán, chưa chi chúng ta đã biết giá bán rồi. Giá bán đối với phiên bản xe thùng lực này chỉ có 299 triệu thôi các bạn. Để quay tổng thể các bạn xem. Và đối với dòng xe này thì chúng ta sẽ có cái thùng xe là 2m4 các bạn nhé. Đối với thùng lượng này 2m4 này, rộng 1m66 và chiều cao của cái thùng bửng này là 355 cm. Xe vẫn được trang bị tính cơ thôi các bạn nhé. Suzuki thì hướng tới sự đơn giản mà. Trong này chúng ta sẽ lần lượt đi vào xem xe này. Đây chúng ta có thêm cái cửa ốp bằng nhựa giống như nhập khẩu từ Indonesia. Đây lấy cửa này. Ồ, rất là tiếc thì chúng ta vẫn là quay tay nhé. Cửa không quay tay, nhưng mà cảm giác quay của cái này nó khá là đầm. Khá đầm mà cảm giác chắc chắn cái bộ phận này chắc chắn. Như mình vừa nãy có lên thử ở chiếc xe thì đúng là không gian của con Suzuki Pro này nó đã rất là rộng hơn rất là nhiều so với bản cũ. Đây mình có thể quay tổng quan cái cabin các bạn xem này. Rất là rộng nha các bạn. Khoảng ở dưới địa chân này. Và thiết kế nó đẹp hơn dòng Carry trước rất là nhiều các bạn. Nó sẽ có thêm những cái mảng da này rồi là sắt thép, nó đẹp hơn rất là nhiều. Vô lăng. Mình sẽ vô xem này. Vô lăng của xe cứng các bạn, nhựa cứng nha, còi rất là to. Rồi và cái vô lăng này được trợ lực điện các bạn. Các bạn nổ máy lên thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng hơn. Bên trái chúng ta có hộp để nước này. Đây, hộp để nước lớn, ta để nước. Ở đây chúng ta có thêm một cái cửa gió điều hòa, và nếu mình mở thì rất là mát. Các hệ thống đèn này, tắt mở đèn, logo Suzuki nữa. Và mình sẽ lên hẳn cabin đi, chúng ta cùng xem. Đây là hệ thống cabin của xe nhé. Chúng ta có cửa gió điều hòa bên phải. Bên này chúng ta có hệ thống radio, loa nghe rất là ok đấy các bạn. Và cái này chúng ta có cổng cắm USB nhé. Bây giờ thì cổng cắm USB là chủ yếu rồi, chúng ta không cần dùng CD đâu. Và cái thiết kế nút đèn ưu tiên thiết kế trên này, đèn ưu tiên này. Bên dưới này chúng ta có vô lăng được cái là đã tích hợp lên hẳn trên cái hệ thống táp lô luôn. Xe được trang bị vô lăng là 5 số. Ở cái nút này nhìn nó chất liệu nhựa có vẻ cao cấp hơn, và nó không bị chất liệu nhựa này nó cao cấp hơn rồi, sờ mịn tay. Đây nóng lạnh. Đây chúng ta có thêm hệ thống cửa tốc độ gió này, gạt lấy trái phải, máy lạnh đây. Đã được trang bị thêm cái này các bạn, trang bị thêm một cổng 12V thì chúng ta có thể sạc điện thoại nhá, hoặc là cắm một thuốc lá ở đây nhá. Ở bên này chúng ta có hai cái hộp rất là lớn để chúng ta có thể bỏ đồ này, vừa một cuốn sổ luôn. Bên phải thì vẫn là lấy cửa
rồi cửa quay tay. Rất là tiếc chúng ta không được trang bị cửa chỉnh điện ở phía trên này đi. Trên trần xe, đối với trần xe chúng ta vẫn là mộc nỉ. Không phá xem chắn nắng này, đèn ok chưa. Hello, xin chào cả nhà, rất là sáng. Mình sẽ nổ máy lên một chút để các bạn xem đồng hồ tắp lô nhé. Mình sẽ nổ máy lên này. Đó, mình đã nổ máy rồi đó. Mà đấy, nhiều khách hàng lên mà không nghe thì tiếng máy nó kêu mà. Đấy, chúng ta có báo dầu, báo số km đã đi, rồi đồng hồ tốc độ 180 cả, nghe căng cái nhẹ, không biết là có chạy được tới không. Và cái mặt gương này nó hơi vát lên trên các bạn, vát lên trên để phải phản cái mặt mình vào. Rất là mát nhá, máy lạnh con này cũng nhiều mát thiệt, mở bờ tự nhiên cái là mát hẳn luôn. Mình sẽ quay dưới gầm cho các bạn xem. Đây, dưới gầm của xe thì rất là rộng, nó thiết kế tối giản luôn. Xu hướng của Suzuki trước giờ là chúng ta thiết kế tối giản và cực kỳ rộng. Suzuki thì chỉ tập trung vào cái hiệu quả của xe thôi. Rồi bên này mình sẽ đứng ra ngoài một chút, mình quay cái dàn ghế. Ghế chúng ta được bọc Simili này. À, có thiết kế rất là hai cái đầu như này, rất là dài. Mình thấy cũng buồn cười cái đầu như này, rất là dài. Rồi chúng ta sẽ đằng sau xem. Chúng ta được trang bị lốp đơn. Chúng ta được trang bị lốp đơn. Đó, 165/80R13 nha các bạn. Nhà taxi nhìn chắc chắn có phủ một lớp chống gì luôn. Đây là thùng xe nhập khẩu đó các bạn nhé. Đối với phiên bản thùng lửng ấy thì thùng xe nhập khẩu theo xe luôn các bạn. Như mình nó nói chiều dài là 2m410, rộng là 1m66, chiều cao là 355. Đây cái sàn thùng đó các bạn. Rồi mình sẽ, đây là con thùng lửng mình giới thiệu sơ qua. Và mình sẽ cùng nhau đi qua con thùng kín, thùng bạc. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau tới con này đặc biệt này các bạn. Đặc biệt chỉ có khi đang Sài Gòn, Suzuki Sài Gòn sao có này. Con này là con xe thùng composite. Và các bạn biết đặc biệt ở chỗ nào không? Tức là thùng composite này á, thì nó sẽ là có vách ngoài của composite, có cửa hông luôn các bạn. Và cái thùng của nó rất là dài. Đây là phiên bản gần như chỉ có Suzuki Sài Gòn ngôi sao mới có thôi các bạn. Thùng dài đây các bạn, mình quay cho các bạn xem luôn. Thùng dài là 2m67. Bình thường thì chỉ có dài là 2m410 đúng không? Nhưng mà con này là bên mình thiết kế ra cái thùng xe. Thùng này là thùng 2m67. Bây giờ các bạn không phải chê là thùng xe Suzuki cá ngắn đấy nha. Và còn một điều đặc biệt nữa là cái thùng xe các bạn nhìn nè. Đó, thùng xe các bạn chiều cao đoán được bao nhiêu ạ? Chiều cao của thùng xe này tới 1m80. Thậm chí nó là cao hơn một số dòng xe 1T49 của dòng Kia, dòng Hyundai nữa. Cao 1m80 các bạn lưu ý nha, 1m80. Mình cao 1m65 thì đứng chắc chắn là không đụng đầu à. Rộng là 1m66. Đó các bạn. Chiều rộng 1m66. Dài là 2m67 luôn. Thì thùng xe này thì chở hàng là vô đối rồi. Đầu tư ở khoảng trên 300 triệu một chút mà có một thùng xe như vậy thì khoảng phải bàn. Đây các bạn. Dưới nha. Đó, gầm xe. Rồi mình sẽ sang bên phải bên cạnh để xem các bạn xem thùng xe bên cạnh nhá. Đây mình nói này, nó có phiên bản thêm thùng kín. Thùng 2m410. Cao cũng 1m8 luôn và rộng 1m66 luôn. Cho quý khách nào cần hàng nhỏ gọn. Đây các bạn, đây là thùng xe thùng kín. Đây là thùng inox nha các bạn, vách ngoài inox, ở giữa xốp và trong là tôn mở kém. Đây các bạn thấy thùng xe. Sàn, lưu ý các bạn nhé, sàn này sàn nhập khẩu nhé. Mình sẽ lấy sàn nhập khẩu đóng lên cái thùng xe cho các bạn, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của cái sàn xe này. Chất lượng sàn nhập khẩu.
sàn xe nhập khẩu. Nhắc lại là thùng này là thùng gần như cao nhất trong dòng phân khúc xe mà dưới 1 tấn bây giờ. Phân khúc dưới 1 tấn giờ là không có thùng xe nào cao được 1m8 đâu các bạn. Cái dòng Suzuki Carry Pro 2019 này có cái thùng xe này. Đây là thùng kín, ngoài inox, giữa xốp và trong tôm mà kém. Rồi tiếp tục, bên phải sẽ là một thùng bạc. Đây là thùng bạc của xe. Đây chúng ta thấy này, thùng bạc. Và đây thùng bạc có chiều dài là cũng là 2m41, rộng 1m66 và cao 1m8 các bạn. Đó các bạn thấy mở cửa ra nhé. Mọi người đây chúng ta gài vào. Cái hàng nào cần chở những hàng mà cồng kềnh mà muốn nhấc lên ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng thùng bạc này. Và là năm nay Suzuki đã nhập về những cái mặt hàng cực kỳ phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam nha các bạn. Và sau này thì bên Suzuki sao thì sẽ nhập về thêm nhiều cái loại thùng nữa cho các bạn. Các bạn có thể xem, các bạn có thể mua đặt hàng luôn. Và hiện tại thì dòng xe này đã bắt đầu là đã sản xuất thùng và cổ phiếu rồi các bạn. Thì các bạn có thể sẽ đặt sớm để mình giao xe. Đây mình sẽ quay toàn bộ cái buổi ra mắt ngày hôm nay. Đây ba loại thùng xe. Thùng lớn. Đây mình quay một số cái ưu điểm của dòng xe mới này. Đây là dòng Suzuki đã bán được 1,9 triệu chiếc rồi. Một số rất là lớn nha các bạn. Carry Pro. Đây, một số ưu điểm của xe. Quay thông số của xe này cho các bạn xem. Đây. Để quay chữ in cho các bạn cùng xem cái thông số nhé. Đó. Động cơ 1.5 lít này. Đây các bạn có thể xem. Thì có tới 95 kW á, thì nó 135 mã lực các bạn. Và hiện tại là đã có tới 4 loại thùng rồi, thì các bạn nếu có nhu cầu các bạn nhớ lên đây gọi về đặt hàng ngay nha các bạn. Mình sẽ tư vấn dòng xe mới nhất. Và xe 2019 thì đã có sẵn rồi. Nhưng mà ở đây mình thích nhất là con này. Đó, có thêm bụi lướt gió này. Thùng là tới 2m67. Không thể chê đâu nữa. Mình sẽ quay cái động cơ cho các bạn xem. Các bạn có thể mở lên. Rồi, mình sẽ đi vào trong xem chương trình đã. Đó là mẫu thùng kính inox, thùng kính composite và thùng nhôm bạc.
có hai loại thùng, đó là thùng ngắn và thùng dài. Với thùng chống ngắn, chúng ta được thấy kích thước của thùng là dài 2410 mm, chiều rộng của thùng là 1660 mm và chiều dài là 1800 mm. Quý khách đang nhìn thấy là hình ảnh của xe Pro thùng chống ngắn. Super Camry mới chính là sự đầu tư sáng giá cho công việc kinh doanh của quý khách hàng.